đây là túi hình áo sơ mi, đây là túi hình chiếc quần, đây là túi hình ô vuông giữ điền. Những chiếc túi này đều là tôi tự thiết kế. Ước mơ của tôi là có một quầy kinh doanh thương hiệu của chính mình. Cô gái đến từ tỉnh Phúc Kiến Đại Lục này là Lâm Lệ Bình, 37 tuổi gả đến Đài Loan. Năm nay là năm thứ 12 sinh sống ở đây. Công việc hiện tại của cô là thiết kế túi sách bằng vải và là cô giáo dạy may. Nhưng cô gái có ngoại hình vui vẻ này, 5 năm đầu tới Đài Loan, mặc dù có tài nghệ nhưng không có chỗ đứng để phát triển mà còn phải trải qua một giai đoạn vô cùng khó khăn. Trải qua 2 lần thụ tinh nhân tạo và khám đông y nhiều lần, uống nhiều thuốc đông y, thực ra tôi phải trải qua thời gian kéo dài 4 đến 5 năm. Áp lực khi không thể mang thai khiến cho Lệ Bình phải mất một thời gian, suốt ngày nằm trên giường không thiết làm việc gì. Mãi đến năm 2008, cô tham gia hội trại nghệ thuật vải của Tổng hội trợ giúp Trung Hoa, rồi tham gia cuộc thi sáng nghiệp. Nhận được tiền trợ giúp, cuối cùng cô đã mở được cửa hàng nghệ thuật vải của chính mình. Vì khi đó thực sự là còn thiếu hụt nhiều kỹ thuật, tình hình hiện nay của Đài Loan thực tình thợ may ngành nghề đang bị gián đoạn. Sao lại không tìm được? Còn tôi thì bận đến nỗi, cảm hứng thiết kế cũng không có. Nên sau đó cũng vì nhà thuê đến kỳ hạn mà nhà ở đều phải xây dựng lại. Hiện nay cửa hàng đó đã phá rồi. Đối với chị đây có phải là trắc trở nhỏ không? Thực ra là trắc trở lớn đấy. Trắc trở cũng không đánh bại được Lâm Lệ Bình. Nhờ có sự ủng hộ của chồng, chị đã đến với Tổng hội trợ giúp Trung Hoa, Cục Đào tạo nghề nghiệp Hội Phụ nữ thành phố Tân Bắc và nhiều đơn vị khác làm tình nguyện viên, dạy may quần áo và đồ liên quan đến vải vóc. Cô hy vọng mình có thể giúp đỡ các chị em nhiều hơn nữa để họ tìm được phương hướng cũng như giá trị của cuộc đời mình.